nhà xưởng xây dựng trái phép, hoạt động gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy là những bất cập nghiêm trọng đã và đang diễn ra trên địa bàn phường Thanh Trì, thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Cụ thể là khu vực gần gầm cầu Thanh Trì, giáp danh với phường Lĩnh Nam và sông Hồng. Theo tìm hiểu của phóng viên, khu vực này có hàng trăm nhà xưởng được dựng lên để làm kho chứa hàng, làm bãi trông giữ xe, nơi tập kết phế liệu và vật liệu xây dựng. Hàng ngày có hàng nghìn lượt xe các loại ra vào khu vực này gây ùn tắc giao thông, hoạt động không đảm bảo về môi trường xây dựng. Câu hỏi đặt ra là ai là người cấp phép để cho xây dựng các nhà xưởng và nguồn thu từ việc cho thuê nhà xưởng có nộp về ngân sách nhà nước hay không? Nhìn từ trên cao có thể thấy, nhà xưởng được dựng lên sát nhau, được quây tôn kín. Nhiều khu nhà xưởng có diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông làm khu vực sản xuất gỗ, kho chứa hàng hóa, thi thoảng có các cột khói bốc lên. Đặc biệt, có tình trạng đốt rác trong khu vực này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trong quá trình khảo sát thông tin và ghi hình, phóng viên cũng ghi nhận được nhiều hình ảnh đốt rác ngay trong khu vực các kho hàng, nhất là các kho chứa gỗ, nhựa. Điều này dẫn tới nguy cơ cháy nổ cực kỳ nghiêm trọng. Bài học từ các vụ cháy kho xưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn đó. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân phường Thanh Trì cần quan tâm, kiểm tra thường xuyên về phòng cháy chữa cháy để tránh những sai phạm và hậu quả nguy hiểm xảy ra. Có thể kể đến một số địa chỉ hoạt động trên khu vực này như kho S9, 559, kho hỏa Hà Linh, kho gạch 555, kho sắt 8 và đặc biệt là kho mặt trời và nhiều nhà xưởng, kho bãi không ghi bảng tên khác. Với phản ánh của người dân và thông tin ghi nhận được của phóng viên, tòa soạn tạp chí điện tử Môi trường Xây dựng kính chuyển thông tin này tới Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, Ủy ban nhân dân phường Thanh Trì và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh thông tin hoạt động của những nhà xưởng trái phép trên địa bàn phường Thanh Trì, mà cụ thể là khu vực gần gầm cầu Thanh Trì.